Hello, kính chào quý vị, xin chào các bạn. Đây là cái mạng xã hội Discord. Ở đây, hàng ngày hàng giờ, tôi phải thường xuyên theo dõi cũng như là cập nhật tất cả các thông tin của rất nhiều các server trên cái Discord này. Và điều đó khiến cho tôi mất rất nhiều thời gian. Hàng ngày, tôi phải vào từng một cái server. Vậy thì để làm sao có thể sử dụng cái Discord và theo dõi những cái thông tin một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất, thì ở video này tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị cách để tạo một cái server cá nhân, sau đó follow những cái server mà quý vị đang theo dõi, thì tất cả những cái thông tin mới hoặc là trên mạng xã hội thì nó sẽ hiển thị cái thông báo vào cái server cá nhân mà quý vị đã tạo. Ví dụ ở đây tôi đã tạo sẵn một cái server cá nhân riêng của tôi. Đó. Thì tôi sẽ follow những cái server mà tôi cần phải theo dõi. Mỗi lần những cái server khác có một cái thông báo mới, nó sẽ tự động cập nhật và hiển thị cái thông tin thông báo mới vào cái server cá nhân của tôi. Đó, thì đây là một cách theo dõi rất chi là hiệu quả, tiết kiệm thời gian nếu quý vị thường xuyên sử dụng cái mạng xã hội Discord này. Rồi, thì để tạo một cái server cá nhân, quý vị vào cái dấu cộng Add a server. Ở đây quý vị có thể tạo theo ý thích của mình, như game, hoặc là school club, study group, hoặc credit my own. Rồi, quý vị chọn cái nào cũng được. Rồi, tôi sẽ đặt tên cho cái server. Đó, ví dụ tôi chọn là test chẳng hạn. Tôi chọn một cái ảnh. Chọn một cái ảnh cho cái server cá nhân của tôi. Đó. Rồi chọn vào grid. Ok. Đó. Quý vị có thể mời thêm bạn bè vào cái server của quý vị để cùng theo dõi những cái thông tin mới. Rồi thì ở đây quý vị có thể tạo một cái channel. Rồi tôi sẽ để nguyên là general đi. Bây giờ tôi sẽ vào một cái server khác mà tôi theo dõi. Đó, ví dụ như ở đây nó có một cái thông báo mới này. Thông báo mới ở một cái server Sapan này. Thì quý vị hãy vào cái server Sapan, quý vị chọn vào follow. Đây, quý vị chọn vào cái phần send to đây này. Cái ô thứ nhất. Quý vị chọn đến cái server, trỏ đến cái server mà quý vị đã tạo. Rồi, quý vị chọn đến cái thư mục mà nó muốn hiển thị. Đó. Ví dụ ở đây tôi để nguyên là cái thư mục General. Thì nó sẽ hiển thị trong cái thư mục General. Rồi, tôi sẽ chọn Follow. Đó. Thì mỗi lần có thông tin mới từ cái server mà quý vị theo dõi, nó sẽ hiển thị trong cái thư mục này. Ok chưa? Hoặc quý vị cũng có thể tạo một cái, tạo thêm một cái channel riêng. Ví dụ ở đây tôi sẽ đặt là kênh theo dõi chẳng hạn.
những kênh cần quan tâm. Rồi, tôi sẽ tạo vào Create Channel. Đó. Rồi, bây giờ tôi sẽ sang một cái server khác. Thì cũng trong cái phần thông báo đây này. Đó. Mỗi một cái server nó đều có một cái thông báo hoặc cái Twitter. Thì tôi muốn theo dõi cái thông tin mới nhất từ cái kênh server này. Tôi sẽ vào cái thông báo của cái server đó. Rồi tôi chọn follow. Follow. Rồi. Cũng cái OSentoo thì tôi sẽ trỏ đến cái server của tôi đã tạo. Cái select channel tôi sẽ chọn một cái. Đây, chọn một cái kênh cần quan tâm chẳng hạn. Rồi chọn follow. Go with. Ok. Thì ở cái bên này nó sẽ có một cái thông báo là bạn đã add những cái thông tin mới từ cái server mà bạn đã follow. Thì mỗi lần bên cái server mà quý vị đã follow đây này có một cái thông báo mới, nó sẽ hiển thị luôn trong cái server cá nhân của quý vị đó. Rồi thì đây là một cái tiện ích theo dõi quản lý các server rất chi là tiện. Thì ở những video trước tôi cũng đã có chia sẻ cùng quý vị cách để theo dõi rồi tạo server, join rồi thoát ra một cái server. Đó, trong cái kênh của tôi và trong cái phần danh sách phát ở cái mạng xã hội ở đây, tôi cũng đã có rất nhiều các bài viết video nó liên quan đến cái mạng xã hội Discord này. Quý vị quan tâm, quý vị có thể theo dõi xem từng các tiêu đề của video. Rồi, cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi video. Đến đây thì tôi xin kết thúc video này. Quý vị đừng quên đăng ký và theo dõi kênh để cập nhật những video mới nhất.